đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai kề vai và đôi bàn tay nằm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Hiểu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc, mang theo vui buồn ta mỉm cười. Mình yêu nhau bình yên thôi, mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi, mình nói cảm ơn với gió trời, để những ước mơ tự do bay mãi xa, tay nắm tay về muôn nơi. Hát hay quá hả? Hay quá trời luôn. Giận của chúng ta rất là đẹp. Chú thỏ lực lượng. Nhưng mà như này là con trai rồi. Nãy giờ có ai nói con gái đâu. Giọng nó không đáng gái. Mời lộ diện. Oh, 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 oh my God. Oh my God. Ui, có phải có một điều gì đó rất là ok la nên mọi người mới đứng lên như thế. Dương Khắc Linh. Em đừng bận tâm là khán giả ồ lớn, ồ nhỏ hay đứng lên hay ngồi xuống, bởi vì đó là việc họ phải làm. Còn Dương Khắc Linh là làm việc trên kia, nhưng chúng tôi đã trả thêm 8 triệu để xuống đây. Alo, nhưng mà chắc chắn không phải Linh, tại vì giọng của Linh thì đâu hay vậy được, đúng không? Thì nhẹ nhẹ mảnh mảnh bay bay hơn, còn giọng người nam này thì rất là dày và hơi xốp xốp. Bật mí với em là anh này đã đi nhậu với anh mấy lần rồi, đã từng hát những cái khúc của anh nữa. Đó. Thế có nhậu với em không? Không ạ. Chưa. Chưa hả? Anh Đạt ơi. Hả? Em thấy anh rất là chăm chú, anh có thể cho em xin một vài ý kiến được không ạ? À, đẹp trai lắm. Đẹp trai lắm ạ. Móm nha. Móm ạ. Mũi rất cao, mũi rất cao. Mũi rất cao, đẹp trai mà lại còn móm nữa hả? Vô lý đúng không? Mũi cao đẹp trai là đẹp trai, chứ là cái mũi cao mà móm. Có rất nhiều người móm duyên đẹp mà. Ai ví dụ? Ví dụ như anh Đạt nè. Nói chung là anh Trinh ơi, anh rất là muốn cho em biết. Thì anh có thể chương trình là anh sẽ cho một cái vài cái đặc điểm của anh chàng ca sĩ đẹp trai này. Dạ. Ảnh đang lắc nhảy hoài đó. Ảnh ông ngư công. Cái người này ảnh rất là mê ca thì không bàn rồi. Đẹp trai không bàn đúng không? Mũi thì không biết có sữa không biết, thấy cao quá đúng không? Thế mà da trắng, lúc nào cũng nhảy hết. Anh kêu là mũi có sữa nha. Nghi. Mũi có đấy, sữa. Có sữa mũi mà. Bây giờ mà không có nhạc anh, không có nhạc ảnh vẫn nhảy đó. Em tưởng tượng người bạn nào của em không? Có bạn nào mà rất ca sĩ nam mà hát nhạc rất là hoạt bát, vui vẻ, nhộn nhịp, yêu đời. Em được hỏi bạn bên tường không ạ? Thoải mái, quan trọng người ta trả lời như thế nào là quyền của họ nhé. Alo, anh gì ơi, chúng mình có quen nhau ở ngoài đời không ạ? Thỏ với thương quá trời. Thỏ mới mổ amidan đó. Cho em hỏi là mình có biểu diễn chung, hát chung với nhau không? Sống ca đó hả? Không, đi diễn chung gặp nhau, đi diễn chung có gặp nhau hay không? Có gặp nhau ở một show diễn chưa? Không có, không có. Không có. Hãy yên tâm là cái giọng là do tụi anh làm méo về effect nha, chứ không phải là cái giọng thật nha. Vâng, em biết, em đang lọc thông tin. Mình không thân nhau à? Có thân. Mình có thân à? Bé này làm như quen hết showbiz cái gì. Em đang hả? Anh ấy em đang sàng lọc mà. Nhà ở quận mấy? Nhà ở quận mấy nhở? Nhà. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tên là trong quận 7. Nhà quận 7 hả? Nhà quận 7 quận 7. Nhưng mà nói thật không nhở? Nhà của anh hay nhà thuê? Nói luôn. Thuê tháng nhiêu? Là ra liền hả? Mất công lộ nhà nữa, lộ thông tin nhà cửa nữa. Nhảy tưng tưng. Em đang nghĩ tới, nhưng mà đâu có liên quan gì đến việc giảm cân đâu ta. Em đang nghĩ tới Ali Hoàng Dương á.
Bật mí, đây là một chàng hoàng tử. Hoàng tử á? Anh đi Hoàng Tương cũng là hoàng tử mà. Mình gặp nhau lần gần nhất là hồi nào ấy nhở? Một năm trước đây. Ui, tận một năm trước cơ à? Thế thì không phải Ali rồi. Chắc người ta nói thật hả? Mình gặp nhau ở đâu vậy? Mình gặp nhau trên sân khấu. Thế mà vừa nãy hỏi là có Thiên Trung không thì lại bảo là không. Cọc cọc cọc. Tức ghê. Này sao đoán được? Cao trên 1m8, đó là thông tin anh chia sẻ thật lòng. Cao trên 1m8 mà đẹp trai thì có ai? Cao trên 1m8 mới đẹp trai hả? Tình trong nhân thế để đâm lấy một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu. Nguyễn Phi Hùng. Nếu mà cao thế thì ừ, có khi không nào anh Nguyễn Phi Hùng thật không? Tại vì hoa cho em hỏi anh ơi, mình hay diễn chung các chương trình của nhà nước đúng không anh? giọng như thế này cái đúng không ạ? cái nét giọng của anh Hùng nó hiền lắm, nó không đanh thép, không đanh đá như cái giọng này, không được tuyệt. Có khi mình đổi giọng mà cái mà không cái kiểu mà đấy rất là giống Ali Hoàng Dương, rất giống Ali Hoàng Dương luôn. Thôi thằng biết trước rồi chơi làm gì nữa trời. Rồi ai em xin được đoán là ca sĩ Ali Hoàng Dương. Âm nhạc. Ngày mưa và những ngày nắng vàng an nhiên, qua ngày bao giông gió sẽ dịu dàng bên hiên. Môi kề môi và đôi bàn tay nằm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Tài năng ngôn ngữ giỏi. Có tình yêu nào như tình yêu thời thanh xuân? Yêu bằng tất cả chân thành khát vọng xuân say. Yêu là khi mình sẽ cùng nhau nhìn chung một hướng, qua bao vui buồn vẫn mỉm cười. Mình yêu nhau. Mình nói với nhau bao điều rồi. Để những ước mơ từ gió bay mãi xa, tay nắm tay về muôn nơi. La 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 la. Lưu Hiền Trinh không chính xác. Phải nói rằng là càng ngày tiếng Việt càng giỏi nha, hát như người Việt luôn ấy, hát hơn người Việt luôn á. Bây giờ nhiều người Việt còn hát đất. Em đang nói ai đó? Em đang nói Dư Hức Linh à? Không, theo phản xạ tự nhiên em cứ nhìn anh. Nói chung là hiện tại tới thời điểm này vẫn chưa ai chính xác cả, và chiếc vương miện vẫn còn để đó. Và bây giờ là lúc hình phạt đến Lưu Hiền Trinh. Mời chọn một hình phạt. Anh Hùng, anh đọc giùm em cái. Một tờ thôi ạ. Tờ này của em luôn hay sao? Dạ. Không, em sẽ thắng mà. Nhảy theo những bài hát của chương trình, mở với tốc độ nhân 2 hoặc nhân 3. Rồi, mời nha, mở lên anh. Mình em nhảy lên anh. Đúng rồi, càng gió thưởng thức thôi, mà đứng xem thôi. Âm nhạc chuẩn bị. Chạy như nào cũng được đúng không anh? Vô nhịp là được.
Ủa vậy thôi đó hả? Tại vì em theo chứ làm hình tượng con thỏ mà. Nên em nhảy kiểu con thỏ. Âm nhạc thật là hiệu quả. Phạt gì kỳ vậy? Đúng là nhạc của Dương Hướng Linh. Thì tại vì dành cho gia đình. Cũng khiếp thật. Dễ thương quá à. Thật ra là nó rất là khó để hát với cái mặt nạ này. Nó bị che đó. Là phải dơ lên rồi sợ người ta biết mình. Nhưng mà em rất là bất ngờ khi là anh ý. Cái phần bất ngờ nhất không phải ở đây. Nằm ở cuối chương trình, bất ngờ kèm theo những giọt nước mắt dành cho Châu Đăng Khoa. Là Lâm Anh.